Hiếu bé tí giúp Lu mua xoài 7.000 đồng. Anh xem xe media đi xem viewing party gam là sẽ <laughs> hiểu tại sao có sự collab này. Ok. từ anh em đợi xíu để... Nè, đầu tiên là cái cái câu hỏi của các bạn là tại sao Lu lại chọn SE thắng thì đầu tiên là mình nghĩ các bạn nên coi cái biết chọn gì đây số mới nhất trước đã ờ, Mình thắng một trận đấu nào đó có khoảng 15-20 phút gì đó Chính xác Rồi khi trong một trận đấu một tiếng đồng hồ Lu ờ. play off và đánh được Đến với hồi hợp Ai mà dự đoán nhiều khi là Chúng ta chuẩn bị là chung kết nhanh thắng giữa ừ. GAM và FBC Sport Em chọn GAM Uhm, em vẫn nghĩ là cái phong độ của gam nó có sự ổn định hơn nó có ừ. cái tính chắc chắn nhiều hơn và họ có được những cái bài đánh mà nó mang cái sự chuẩn bị nó kỹ càng hơn so với lại việc mà phụ thuộc vào phong độ của từng người chơi cái trận đấu vừa rồi giữa queo với lại bên phía của ESL là một cái phong độ rất là khủng khói... khiếp của em mà ổn định có tỏa sáng và có tỏa sáng được hay không thì Vì... em là một ok <laughs> em <nói hay> chọn <laughs> <laughs> một xíu nên em sẽ <laughs> chọn gam còn em nay em đi theo thi vui em chọn em ngày nay em theo rồi, Thiên ngui ok tại vì uh, nói chung là đối với em em vẫn thích mặt cảm xúc hơn một tí thế ừ. là đánh bất cứ trận nào cũng cảm xúc lúc nào cũng 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 đông đầy nữa cái sau này cũng vậy sau này tức là ở trong kệ ca cam có đánh thì cũng không thấy tức là thường em xem tới một số team à thì uh, những team top 4 mà không có team nào mà có một số câu chat ví dụ như chim mưng hay là sao hay nữa kiểu không có Vậy là... nhiều như đúng rồi như, như đó là... đó FBAC nhưng mà s xe thì có mỗi lần mà coi xe lúc nào <laughs> trong em cũng khí thế cho nên là em hy vọng là xe <laughs> có được một cặp trận hay, ba hai chẳng hạn ba hai em cũng mong là s ừ. xe sẽ là đội thắng chung cuộc <laughs> em với em với thiên em với thiên muốn ngồi nói chuyện với nhau rồi <cười> <cười> <laughs> nói cái này ra cũng hơi kỳ nhưng mà anh đang muốn dự đoán SE luôn <laughs> trận này thật ra nha đầu tiên là phải nói là cái cái tham lai mà chúng ta đưa ra là gam nhất và Cyberus ừ. cuối của tất cả mọi người ừ. ở trường thiên ra thì bây giờ nó cũng lệch lệch rồi ừ. cho nên anh cũng đang muốn từ bỏ cái tham lai đó lại chưa kể là chúng ta thấy là trong khoảng thời gian gần đây cái chuyện mà đội được đánh giá cao hơn nhưng không có được cái thắng lợi cuối cùng nó xuất hiện ừ. khá là thường xuyên ừ. ở một số giải đấu với lại một cái nữa thực ra gam đã từng có một pha vấp trước chung kết tổng mới ở mùa giải uh, năm đúng, trước thôi họ đã thua ở trong uh, trận chung kết nhánh thắng đúng sau đó họ mới quay trở lại với chung kết tổng để có thể giải quyết được buffalo ừ. ở trong trận đấu đó, đó. Với lại một cái điểm nữa thật là thật ra cái này về mặt chuyên môn thì cảm giác gọi là sbtc của playoff đánh tốt hơn so với bc của vòng bảng rất là nhiều ừ. cái điều mà hảo nói thì thật anh anh có một cái điểm không đồng ý với cái điểm này là cái tính chiến thuật của bc nó đã tăng lên rất là nhiều trong giai đoạn uh, cuối vừa rồi là xác định được điều kiện thắng á họ làm tốt hơn rất nhiều so với vòng bảng cho nên là anh đang muốn đặt niềm tin một cái gì đó đặc biệt ừ. ở trong cái trận chung kết nhánh thắng này là dự đoán SBTC tính là... là đội thắng tính ra tiền người nó nó tâm lý mình giữ. tại vì thật ra anh <laughs> đây là một dự đoán nó mang tính chất về mặt cảm xúc và linh cảm nhiều hơn mà thực ra nó cái điểm nữa là cái mình cảm giác là cái sự bùng nổ của thằng thằng đơ lý do chính luôn lý do chính là mình đang cảm giác cái sự bùng nổ của thằng đơ nó đang khiến như mình cảm thấy là nó có một cái gì đó rất là đáng sợ kể từ sau khi kể từ sau khi nắt gam hai lần năm 2020 là đơ nó không còn cơ hội để làm điều đó nữa ở trong cái vòng playoff thì với những thằng Thì thằng đơ là một minh chứng rất là cụ thể Cho cái mà mình gọi là khoảnh khắc siêu sao á các bạn thì khi mà bạn coi stream mình thì nói về các vận động viên thì mình đã nói rồi có những thằng là trong người nó sẽ có những cái gọi là khoảnh khắc siêu sao gọi là clutch factor tiếng anh á thì tiếng việt mình tạm thời dịch là khoảnh khắc siêu sao không siêu sao cụ thể đây là tình huống càng khó trận đấu càng quan trọng thì nó đánh càng hay sẽ có những thằng có cái đó nhưng có những thằng không có cái đó đó thì đối với thằng đơ thì nó đã chứng minh được trong quá khứ là nó có cái clutch đó nó có khả năng làm được cái clutch đó trong những thời khắc quan trọng thì cái yếu tố này yếu tố rất là quan trọng ở trong thể thao yếu tố rất là quan trọng thể thao các bạn thấy giống như là đá banh cũng vậy thôi có những thằng mà các bạn gọi là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ như thằng z bây giờ hiện tại và ví dụ như vậy đó cho nên là sẽ có những thằng là nó có khả năng tỏa sáng ở trong những thời khắc then chốt thì mình đang nghĩ là cái lý do là mình đang thấy là thằng đơ ở trong cái vòng playoff này nó đang giữ được phong độ rất là cao và cái clutch factor đó là cái mà mình đang nghĩ nó sẽ giúp cho bên phía SBC có được lợi thế ở trong cái trận BO5 sắp tới vào ngày mai này mình nghĩ là như vậy thì đó lý do chính á lý do chính để mình nếu mà mình để gọi là để giải thích á thì giống như trong các bạn có cái video của mình làm thì mình cũng đưa ra cái lý do chính lý do chính hiện tại của mình là đường dưới của SBC đang có phong độ tốt hơn nhiều so với đường dưới của Gam thì nó sẽ là một cái tiền đề. Thì các bạn thấy là liên minh huyền thoại sẽ có những thằng như vậy. Những thằng mà vô tự nhiên nó lại có khả năng tạo đột biến ở trong những cái thời khắc quan trọng thì là nó có gọi là cái khoảnh khắc siêu sao đó. Tố chất siêu sao. Thì nó là cái clutch. Tiếng tiếng thường là bộ tụi Mỹ nó sẽ có cái chữ clutch đó. Là để nói rằng trong những thời khắc ví dụ như là phút 90 cộng 2. Phút 90 cộng 2 có cháy bên họ đang có tình huống xuất phạt hoặc là đang có tình huống có cơ hội ghi bàn thì là những thằng nào mà có cái cái khoảnh khắc siêu sao đó nó mới làm được ở những cái thời điểm đó còn ví dụ như ừ gần đây mùa đợt vừa rồi có ông nội Harry Kane đá cho bên Tây hụt đá cho bên lên trời thế là anh lợn đi nó nó là một cái gì mà nó bự như vậy các ừ, em nhai chút xíu nên con nếu mà có thời gian này coi rồi uh, hoặc là đó những cái một số ví dụ uh, bên bóng rổ thì uh, bóng rổ hả bóng rổ có thằng nào là hay clutch ta? bóng rổ gần đây thì có uh, Clay Thompson là uh, vô playoff hay 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 clutch nè Curry cũng clutch LeBron playoff thì đánh ổn định LeBron không clutch lắm cô bị cũng hay clutch tức là những thằng nào mà bắn được ở những thời khắc gọi là những cái thời gian cuối của hiệp á Thành giúp lu mua xoài 10.000 đồng còn kiểu khắc tinh rồi dơ vô địch thì sao anh Katy nắc địa hai lần nè thì bây giờ nếu mà gọi là để phân tích ra những cái yếu tố ngoài chuyên môn khác thì ví dụ như là địa là bị khắc tinh bởi Katy đúng không nhưng mà chúng ta có thể nói là gam bị khắc tinh bởi slider thì chứ bộ việc mà thua một cùng một người hai lần liên tục đều là những cái thời điểm gam được đánh giá cao hơn thì cũng có thể coi là slider slider là gam slayer cũng được kẻ diệt gam máu giết gam trong người thằng ballet đợt đó cũng là trong đội hình của team flash thì hai bên thì sẽ nó cân cân lại một tí trong cuộc đối đầu này cho nên một thời điểm là mình nghĩ nó cũng khá là cân rồi một cái nữa nha thật ra ví dụ nha nếu mà xét đối đầu trực tiếp á không tính cái chuyện cái vấn đề mà team player màn trình diễn của đội thì không nói nhưng mà thằng Kia Gia gặp rất nhiều khó khăn khi đi đường với Bơ. Nếu như bây giờ phải gọi tên một thằng nào kể từ khi nó xuất hiện tại VZ mà làm khó thằng Kia Gia trong giai đoạn đi đường nhất. Mình nói rất là rõ ràng trong giai đoạn đi đường nha. Là thằng Bơ. Các bạn chắc là cũng chưa quên là cái màn hủy diệt mà Bơ từng cho Kia Gia phải nếm chịu và từ đó ra cái biệt danh sát thần. Ở khu vực đường trên chính nạn nhân chính là Kia Gia. Cho nên là sẽ có khá là nhiều yếu tố để mình đang hy vọng rằng sẽ có một cái kết quả bùng lỗ cho SE ở trong trận chung kết nhanh thắng này. Mainber mất cờ xanh tê cục tay. Thực ra thằng ember đâu phải là thằng đánh cờ xanh tê đâu anh em. Có cái trận vừa rồi, thật, mình nói cái này hơi kỳ chứ. Cờ xanh tê của ember tỷ lệ thắng không cao. Anh em coi kỹ lại nha. Cái cái trận cái pha đó là mấy thằng <laughs> mấy thằng team well nó 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 nó, nó cút rồi. Con cờ xanh tê, con cờ xanh tỷ lệ thắng của ember thấp đó nha cái pha đó là thật ra đúng cái pha đó cũng hay nhưng mà con cờ xanh tê là con tướng mà tỷ lệ thắng của Amber khi sử dụng cờ xanh tê không cao á pha đó là mấy thằng team well nó cúp rồi thì gom gom lại ok có pha highlight cũng đẹp nhưng mà tỷ lệ thắng của Amber với cờ xanh tê mình nhớ là dưới 50% phần trăm thì phải ngày mai xe mà thắng gam chắc tạo ra một trận địa chấn luôn quá anh lu cảm ơn không bốn nha nghĩa là vset đang cần một cái những cái địa chấn như vậy Thời điểm này đang rất cần những cân địa chấn. Toàn giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Xong trận chung kết tổng bị hủy diệt 3 không <laughs> Cái đó từ từ tính. Chung kết tổng từ từ tính. Bây giờ còn chưa đánh chung kết nhánh thắng nhánh thua. Chung kết tổng từ từ. Mà thật ra cái, cái bể tướng mùa này của Kia Gia với lại Amber thì... bể tướng mùa này kia da Venger đều là bể tướng thiên về carry nhiều hơn á. À, có thông tin gì về prize của giải năm nay cô a? Hết giải R chưa có thông tin. <laughs> cái này là em phải hỏi đội nha chứ bên phía ban tổ chức giải đấu không có thông báo gì về phần thưởng hết cho nên mình cũng không biết là là phần thưởng của VZ mùa 2023 hừng Đông này như thế nào. Chắc là mỗi đội sẽ được uh, mình nghi dắt đi ăn sáng hừng Đông mà Hết cái hừng Đông là tới giờ ăn sáng á. Thì uh, đội nào mà vô địch thì là ăn ngon hơn buffet đồ các thứ còn hạng nhì thì chắc là ăn một món chọn món chứ mình không thấy ban tổ chức thông báo <laughs> từ từ đang nói tới vụ gì ừ bể tướng Dấu tên 072 đã uy scan 10.000 đồng. Nếu xe xuống chung kết nhánh thua thì anh nghĩ xe có phục thù được cô cho tới khi nào mà đánh xong đi bây giờ từ từ có tôi từ từ, từ, từ từ coi mai mới đánh chung kết nhanh thắng hết cái chung kết nhanh thắng tối mai suy mà nói tới chung kết nhanh thua vậy gấp quá cái tham lai cái cái lịch của giải đấu nó đã xác rồi thì phải từ từ chứ mình nhớ không lầm thì thực ra là thằng kia gia với lại thằng ember mùa này đều thiên về đánh carry nhiều hơn để coi chính xác luôn kia gia đánh tăng rất ít kia gia đánh tăng rất ít Số lần đánh tăng của kia da thì thậm chí là nó còn ít hơn là số lần đánh tăng của Amber luôn Amber đánh tăng nhiều hơn kia da nha <laughs> Đây là một thông tin mà các bạn để một phân phát dành cho các bạn trước trận chung kết này Mùa này kia da đánh tăng ít hơn Amber Amber đánh tăng nhiều hơn kia da với tổng cộng tới 7 lần đánh cờ xanh tê. Trong khi đó kia da chỉ có hai cờ xanh tê, 2 Sion, rồi 2 Malfi. Coi như là 6 ván đi Còn lại là kia da đánh carry trong khi đó Enber một mình con cờ Sante Enber đánh 7 lần con cờ Sante rồi Một on một mau file nữa Mùa này là là Enber đánh tăng nhiều hơn kia ra Đó Về tỷ lệ thắng của tướng chống chịu Tại vấn đề ở đây là Gam á Bây giờ sau xét cái tỷ lệ thắng của kia ra này nó sẽ không chính xác Tại vì Đây là cái kết, cái tỷ lệ thắng thì nó lại rơi vào cái gọi là kết quả của tập thể cho nên là xét cái tỷ lệ thắng này nó cũng sẽ hơi khó một xíu Nhưng mà mình chỉ có một cái vấn đề đối với thằng Amber là cái tỷ lệ thắng của nó với con cờ sân quá thấp Nó chỉ có ở vòng bảng nha Vừa rồi thì ở playoff thì không nói nhưng ở vòng bảng vừa rồi tỷ lệ thắng của Amber với lại cờ sân là dưới 30% nha anh em Thằng Amber đánh cờ sân tê 7 ván Thì là tỷ lệ thắng là dưới 30% nó chỉ có 28% thôi. Nó hơi đáng lo ngại một chút xíu. Nhưng mà vừa rồi đánh với team Well thì nhìn nó cũng được được nhưng vấn đề là cái team Well trong ngày hôm đó thì nó lại thật sự cái này không phải là mọi người đừng lại kêu là hạ thấp cái thắng lợi cái chuyện SBC hay thắng thì cái đó không nói nhưng mà cái hôm đó là nó vẫn phải lo cái chuyện là thằng thằng Nagiya của ngày hôm đó không phải là Nagiya của vòng bảng. Nó khoảng chừng 60% à. Nhưng mà cùng phía bên kia Phía bên kia Thì Cái vấn đề của Gam Ở trong vòng play playoff đánh với lại Sebedes Thì nó vẫn hiện ra nha Để mình cho các bạn coi cái thông số này Cái vấn đề của Gam Ở trong uh, vòng playoff Và đánh với lại Sebedes á là đầu tiên là cái phong độ đi đường của thằng Tai vẫn chưa cải thiện quá nhiều Một cái thứ hai xảy ra một cái chuyện nữa là mặc dù Kia Gia đang đánh tướng Kerry Nhưng mà Gam hiện tại cũng Nói thẳng đó là Gam Thật ra Game là Gam ở đội chơi đúng kiểu là Là một nhà vua bốn nô lệ hơn anh em <laughs> Tại vì tỷ lệ sát thương Tỷ lệ sát thương của Gam khi vào playoff Là thằng Style nó gánh hết nha Tỷ lệ sát thương của Gam khi vào playoff Là một mình thằng Style gánh hết Tỷ lệ sát thương của Kia không cao Tầm 23-24% KT đánh Lissandra cho anh tỷ lệ sát thương cũng không cao Thì Gam mới là đội đang đánh Bốn nô lệ với thằng style với 35% tỷ lệ sát thương của bên phía gam nhưng nếu như đánh một cái kiểu như vậy phụ thuộc nhiều như vậy mà gặp bên phía của bc có khả năng là đè đường dưới rất là sớm và chúng ta đã thấy trong tất cả các lần gặp nhau của gam với bc mùa này thì style đều bị thở oxy trong giai đoạn đi đường khi đối đầu với lại bên phía bc thì mình không biết là gam có trụ nổi tới giai đoạn sau để cho thằng style nó bắn hay không càng phân tích là càng thấy thắng lợi của bc nó hiện ra rõ rệt không 35% gam đang phải dựa vào tay 35% tỷ lệ sát thương so với lại FBTC. FBTC để coi Tại vì nó thực ra thì nó cũng có một cái yếu tố nữa là về mặt về mặt cấm chọn thì thằng địa nó được đánh carry nhiều, đặc biệt là cái ván nó đánh rai á kéo sát thương khá là nhiều. Cái ván nó đánh rai kéo sát thương khá là nhiều. Cho nên là ở trong cái trận bán kết á thì SBC không hề phải chơi theo kiểu là đánh xoay quanh Slider thậm chí tỷ trọng sát thương của Slider là thấp nhất trong ba đường với địa là người giữ tỷ trọng sát thương cao nhất 27% thằng Ember đứng thứ nhì 25% Slider chỉ ghi 22% tỷ lệ sát thương của SBC ở trong trận đấu với lại team quen mà thôi Cho nên là FBTC vô playoff này là FBTC rất là khác nha. Nhưng vấn đề cũ của BC vẫn chưa giải quyết được. Rồng. Vì một lý do nào đó, thật ra tại mình khi mà các bạn xem một cái trận đấu tại vì camera nếu mà camera nó không có chỉ hẳn xuống đường dưới để mà coi thì cái rồng vẫn là một điểm yếu của BC. Tỷ lệ có rồng trước phút 15 của BC nó chỉ là 0,75. Là một con số khá là thấp. Tức là trung bình tới phút thứ 15 của ván đấu SBTC không có được một con rồng. 0.75 tức là cho tới phút 15, thông thường SBTC không có con rồng nào cả. Hoặc là chỉ có một con. Trong khi đó cái số đó của GAM là 1.5 hoặc là 1.9, 1.9 là của vòng bảng, 1.5 là của vòng playoff. Là làm gì làm đừng dưới tôi như thế nào tôi không biết, nhưng mà lúc nào thì GAM cũng sẽ có rồng một hoặc hai con rồng trước phút 15. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề mà mình nghĩ là bên phía SBTC không biết là tới cái trận với GAM có cải thiện được hay không. Thực ra mà nói á Về mặt rồng á Rồng nó không phải là một cái quyết định 100% tỷ lệ thắng Nhưng nó vẫn Vấn đề nữa là Tại vì nó phụ thuộc hên xui Cái chuyện con rồng này là cái chuyện hên xui Nếu như nó là con rồng gió kệ okay mẹ mày Ăn linh hồn rồng nhanh nhanh đi Bố mày cảm ơn Đó Cái rồng này nó không quan trọng Ở cái điểm là nó còn phụ thuộc vô Cái chuyện là con rồng ra con rồng gì Đó cho nên là nhưng mà nó vẫn là hên xui, lỡ mà trong cái những cái ván đấu then chốt mà nó lại là rồng công nghệ, nó lại là rồng lửa mà lại lũng rồng là cũng ăn lờ. Tại vì cái tỷ lệ tỷ lệ thắng của linh hồn rồng nó sẽ rất là khác nhau. Tỷ lệ thắng của các cái linh hồn rồng nó sẽ rất là khác nhau. Mà không đảm bảo được cái chuyện đó thì nó hên xui nó rơi vào cái trạng thái là hên xui. Không biết được. Thì thi đấu mà lại để vô một cái trạng thái hên xui như vậy thì nó hơi nguy hiểm một tí. Thì mình nếu như mà nếu như mà SBC có thể giải quyết được cái bài toán kiểm soát rồng ở trong 15 phút đầu thì là trận đấu nó sẽ dễ hơn xíu. Còn nếu không thì sẽ phải cầu trời khấn Phật cho là những con rồng nó không có ngon. Chứ nếu không là khó chơi. Tại vì thực ra ở cái mùa xuân này á thực ra đã có những đội chơi theo kiểu bỏ rồng gaming rồi. Thằng bỏ rồng bỏ rồng gaming mà thành công nhất của giai đoạn mùa xuân vừa rồi chính là thằng Genji á. Thằng Genji là mùa vừa rồi Cái đợt playoff vừa rồi nó rất hay Có những pha là bỏ rồng để farm Bỏ rồng để lấy giáp trụ Thì là thằng Genji là một thằng nó nó có thể làm được điều đó Nhưng nó phải xác định được nha Cái này là nó phải xác định được là Đầu tiên là con rồng đó có mạnh hay không Đầu tiên là bản chất con rồng đó có mạnh hay không Rồi sau đó là con rồng đó có mạnh đối với đội hình của nó Hay là mạnh với đội hình bên kia hay không Cái chuyện bỏ rồng đó bấm quảng cáo à ok cảm ơn bạn đã nhắc nãy giờ mới chưa bấm quảng bấm quảng cáo xong nói tiếp nha anh em tí nữa hút được thằng Sevilla cô anh ơi tiến tí với su ó comeback mà em vẫn hoang mang hàng thủ quá <laughs> à, tối nay mình dự đoán là một số một trận đấu khó khăn dành cho emu emu sẽ mình nghĩ là sẽ hòa rồi thua ở trong loạt đá penalty đó là dự đoán của mình tối nay rồi, ok, quay lại với điều đang nói. Thì cái chuyện bỏ rồng á, bỏ rồng không phải là bỏ phớ lớ, bỏ bừa phứa được, mà bỏ rồng nó phải có rất là nhiều thứ cân nhắc. Cái thứ nhất là xác định là ừ, con rồng đó con rồng gì? Giá trị con rồng nó đứng một mình như thế nào? Sau đó con rồng nó nó có phải là điều kiện thắng hay không? Sẽ có những đội hình mà con rồng nó là điều kiện thắng, dù là rồng gió nó vẫn là điều kiện thắng. Đó, nó có phải là điều kiện thắng hay không? Nó có ảnh hưởng tới điều kiện thắng của mình hay không? Thì nếu như có thể làm được điều đó, thì có thể bỏ chơi theo kiểu là bỏ rồng để đánh được thì cái phải yêu cầu một chút xíu nữa nhiều hơn về mặt chiến thuật rồi côn lơ của team này nọ các thứ có một cái nữa à cái này ok ok cái này là cái này nó thể hiện rõ nè <laughs> fbtc là đội đặt trọng tâm sứ giả nhiều hơn nha <laughs> fbtc là đội đặt trọng tâm sứ giả nhiều hơn fbtc là đội đặt trọng tâm sứ giả nhiều hơn chỉ số sứ giả của bc vượt trội hơn so với gam khá là nhiều tỷ lệ là trung bình là thường là các ván đấu thì fbc thường là đội có được uh, ít nhất là một hoặc là hai sứ giả còn gam thì tỷ lệ sứ giả thấp hơn gam thường là khả năng là gam uh, tại vì tập trung rồng do anh gam sẽ bỏ sứ giả đầu fbc sẽ đội tập trung sứ giả nhiều hơn mình nghĩ là cái chuyện tập trung sứ giả nhiều hơn nó có một cái nó sẽ có một cái ý nghĩa như thế này về mặt uh, điều kiện thắng của hai bên á mà mình nghĩ là cái chuyện tập trung sứ giả nhiều hơn của fbc nó sẽ là một cái điều kiện thắng khá là tốt tại vì lý do tại sao Uh, nó các bạn sẽ có một cái lựa chọn để giải quyết cái giai đoạn mid game bằng cách các bạn on in sứ giả. Các bạn đảm bảo rằng mình có hai sứ giả để đẩy vô cái trụ mid. SE thì mình nghĩ là nên làm như điều này trước bên phía của Gam. Tại sao hai sứ giả để trụ mid với Gam sẽ ngon? Tại vì nếu như làm được điều đó cái thứ nhất hạn chế được cái khả năng kiểm soát khu vực đường giữa của KT. Hiện tại KT đang là người đi đường tốt nhất của Gam và việc nếu như đẩy được hai con sứ giả vô đường giữa thì sẽ rất là dễ để cho SBC có thể hạn chế được cái khả năng farm an toàn của ở khu đường giữa đó là cái thứ nhất cái thứ hai là nếu như đẩy được hai con sứ giả vào cái trụ đường giữa đó thì thằng AD sẽ không thể nào farm được ở đường giữa một cách an toàn để cho thằng AD farm an toàn cho đằng giữa sau khi mà swap con AD ra mid trong trường hợp bình thường thường là bạn đẩy con AD ra mid giữa để giữa ván để khi farm thì nếu như mà không có cái trụ đó thì thằng ở đây không farm được, farm khó, farm bị thiếu an toàn và dễ bị hốt. cho nên là cái lối chơi này của bên FBC trong trường hợp mà áp dụng được nó, ok nếu xác định là ok tao cũng không quan tâm đến rồng, tao đánh đúng kiểu giữ nguyên là gam mang rồng tao ăn sứ giả, thì đặc biệt là con sứ giả một thì chắc chắn là sẽ lấy được rồi. nhưng mà con sứ giả hai á, sứ hai chắc chắn thì gam sẽ cạnh tranh nhưng mà nếu mà vẫn giữ được con sứ giả hai đó, đẩy hai con sứ giả vô cái trụ một đường giữa, thì nó sẽ là một trong những cái chìa khóa để cho SBTC có thể dễ dàng có được thế trận ở trong giai đoạn giữa ván đấu với Gam. Dấu tên 072 đã uy scan 10.000 đồng. Anh nghĩ đây, 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 đầu trực tiếp thì DNK hơn hay Levi hơn vậy ạ? Cảm ơn 072. Có câu hỏi là ai là key player? Câu trả lời của mình về key player của trận BO5 giữa Gam và SBTC. Rừng. Tại sao? Tại vì SBTC đang có khá là nhiều lợi thế ở các đường. Xét về mặt phong độ, thì chỉ có một cái vấn đề rất là quan trọng là thằng Khải. Thằng Khải nó bị luôn luôn là nó gặp Levi là nó thua. Kể từ thời nó đánh FFQ rồi. Key player của BC chính là thằng Khải. Nếu như trong trận gặp Gam mà thằng Khải đánh tốt hơn Levi, mình chắc chắn với các bạn luôn là SE nó nắc Gam banh sát luôn. Tại vì các bạn cứ thử coi là từ hồi các bạn coi từ hồi FFQ đi là cứ gặp Levi là nó chốt cứ gặp Levi là nó đánh kém hơn bình thường từ hồi đó đến giờ ngay FFQ đang phong độ cao đến mức nào tự nhiên gặp Levi là tự nhiên thấy là cũng bú là tỷ lệ đối đầu của Khải khi gặp Levi thậm chí là xét cả mặt trình diễn cá nhân á là nó rất là mờ nhạt mỗi khi mà gặp Levi thì mấu chốt ở trong trận đấu này đối với mình tại vì Ok có thể chúng ta sẽ so sánh một số cái chỗ này gam hơn chỗ kia SBTC hơn nhưng có cái chỗ rừng này nè rừng này nó sẽ là thay đổi cái cán cân sức mạnh của cả hai bên tại vì gam có cái lợi thế ở rừng này rất là rõ ràng ở trong quá khứ thì đây là cái chỗ mà bẻ được một cái nếu các hai đội đang đang về đúng không thì nó lệch về gam là do rừng đúng không thì nếu mà -A -A bẻ được cái chỗ đó qua thì là là lệch qua SAE bẻ được chỗ ông khải hơn lê viên cái là hơn chỉ cần như vậy thôi Đó là cái chỗ rất là quan trọng Các vị trí còn lại chỉ cần đánh đúng Nhưng ngày hôm đó Ngày mai DK mà ăn Levi Tính tiền Ngày mai mà DK ăn Levi là tính tiền Không nói nhiều Mà ai cũng phải có lúc xuống đó chứ không anh em Nếu Nghe cái câu là No king rule forever chưa Đâu có vị vua nào thống trị mãi mãi đúng không Phải có lúc xuống chứ Đúng không ví dụ như ở châu Âu đi, thằng gì fanatic cũng xuống rồi, LCK, Tây liệt cũng liệt rồi, thì là bây giờ tới VZ là cũng cũng phải băng hà chứ sao mà thống trị hoài được? Chúng ta đâu phải là một cái khu vực chết đâu, chỉ những khu vực chết như tụ nhật tối ngày điệp em đi hoài, đúng không? Cho nên là phải có một cái gì đó nó nó, nó một vị vua nào thống trị mãi được No king rule forever No king rule forever Anh em fan đây chuẩn bị C3 nữa đi Thời tới Nhưng mà thật ra mình vẫn dự đoán gam đi luôn đâu anh em <laughs> Nếu như mà các bạn coi cái biết chọn gì đây đó Thì mình dự đoán là gam sẽ thua chung kết nhánh thắng Xong mà thắng chung kết tổng <laughs> Đó là dự đoán Dự đoán của mình ở thời điểm hiện tại Đó là dự đoán của Lua ở thời điểm hiện tại VCS chỉ có một slot đi MSI thôi Chúng ta là khu vực nhỏ Dấu tên 182 đã uy scan 10.000 đồng E thấy bên LCS đang đi xuống AA CLG vs TSM sắp rút vốn luôn error VCS mình cây bằng mà được cái có đầu tư <laughs> cũng may. Có 182 nha. Cái cái vụ VCS này, LCS thì anh có làm một cái video rồi đó. Nhưng mà cái này nói ra cũng kỳ Nhưng mà VSET là nhiều đội đang thở oxy lắm á Các bạn thấy không Nhà tài trợ rất là khó kiếm Đâu phải dễ kiếm đâu Mà nhiều nhà tài trợ thì người ta không có tài trợ tiền luôn đó, Chỉ là trao đổi quyền lợi thôi á, Khó lắm Dấu tên 760 đã uy scan 5.000 đồng Bữa hát mấy ông mù quáng tin mấy thằng Twitter dự đoán Napoli vô địch và giờ thì nó tạch C1R <laughs> mấy ô trốn đâu hết trơn R. Ê nhớ nha tụi bay nhớ nha. Lu dự đoán Man City vô địch C1 từ trước vòng tứ kết nha. Dự đoán của Lu là Arsenal vô địch giải ngoại hạng Man City vô địch C1. Tới thời điểm hiện tại là có thể đúng hết á.